Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên trong ngày 27 tháng 6, nắng nóng đã xảy ra ở tại vùng núi thấp, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 35 đến 37 độ C. Và dự báo trong ngày 28 tháng 6, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở vùng núi thấp và có khả năng mở rộng ra một số nơi ở vùng núi phía Tây của tỉnh, với mức nhiệt cao nhất ngày từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 27 và ngày 28 tháng 6 như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 23 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình là 80%. Thời tiết tại khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình là 80%. Còn tại khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm trung bình là 82%.